chạy nặng. Đấy, bây giờ nếu mà anh em gặp một cái con mà nó xì ra toàn thi chung thì đố anh em biết là phải làm nào. Đặc biệt nếu mà các anh em kỹ thuật, nếu mà gặp những cái con mà nó toàn phát tiếng chung mà nó lại báo một cái lỗi gì đấy mà mình không biết ấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho. Đấy, bây giờ nó phun toàn tiếng chung, nghe không biết kiểu gì luôn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh em một cái bí quyết nhá, kinh nghiệm luôn. Tiếng gì cũng chơi được hết. Thì anh em sẽ dùng Google dịch này. Cái này chắc nhiều anh em biết rồi nhưng mà thôi mình cũng mang tính chia sẻ. Thì mình sẽ dùng cái phát âm này. Đó, xong mình copy cái chỗ nó dòng này vào. Để xem nó dịch ra cái gì. Ui giời. Lại nhé. Đấy, được rồi, mình sẽ giữ nguyên cái dòng chữ này. Đấy, làm ơn cảm biến NIDA cảnh sát. Nói chung là nó dịch thì cũng nghe nó cũng hơi chuối nhưng mà ít nhất là mình hiểu được là quan trọng nhất. Thì con này nó bị cái lỗi cảm biến NIDA, kiểm tra cái cảm biến NIDA này có vấn đề. Đấy, thì sau này các anh em mà nếu mà gặp tất cả những cái con nói tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng gì cũng được, đều dịch được hết, Google nó chơi được hết. Thì đấy là một cái cách mà mình cũng dùng rất là nhiều khi mà gặp đủ các thể loại máy lỗi lầm của khách hàng. Khi mà đa phần nó sẽ nói tiếng Trung thì khỏi phải chuyển sang tiếng Anh hay tiếng gì khác, mình sẽ dịch thẳng từ tiếng Trung sang tiếng Việt và tiếng Anh theo ý mình thích luôn. Mình sẽ biết được nó báo lỗi gì hoặc nó đang làm sao. Thì đây là một cái kinh nghiệm mình chia sẻ đến các anh em nhé.